Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Làm từ thiện có khó không? Nghiệp thân, nghiệp miệng, nghiệp ý, tu nghiệp nào sẽ có quả ấy. Bạn đã bao giờ làm từ thiện? Nếu làm điều bất thiện khó 1, làm điều thiện khó đến 10. Cuộc sống nhân sinh vốn dĩ như vậy. Làm điều thiện khó 10, làm từ thiện khó đến 100. Làm từ thiện khó vậy, vì sao nhiều người vẫn làm? Làm từ thiện khó như thế nào, Khải Toàn không thể giải bày. Chỉ có người trải qua mới có thể cảm nhận được sự gian nan vất vả, nhưng họ vẫn tiếp tục làm từ thiện, vì họ là những người có tấm lòng Bồ Tát. Khi phát nguyện làm việc tốt, sẽ không ngại khó khăn. Giúp được càng nhiều người, thì các Bồ Tát này càng an lạc. Nói về làm từ thiện có hai nhóm: giúp ngặt hay giúp nghèo. Cái nghèo là nghèo muôn đời, không thể nào hết nghèo ngay được. Giúp ngặt là giúp tức thời. Khải Toàn vẫn nhờ các mạnh thường quân mở lòng quyên góp thiện nguyện cho những mái ấm. Những mái ấm này nuôi trẻ cơ nhở. Khi những trung tâm thiện nguyện này thiếu lương thực hoặc thiếu nhu yếu phẩm, đây chỉ là giúp ngặt, nghèo vẫn còn nghèo. Thế làm từ thiện là gì? Từ là từ tâm hay nhân từ, thiện là tốt lành. Làm từ thiện tức là làm việc tốt từ tấm lòng, thương người cứu giúp chúng sanh. Những việc làm tốt không xuất phát từ tấm lòng thì không được gọi là từ thiện. Làm từ thiện hay thiện nguyện cùng chung một ý nghĩa là muốn giúp người. Gia chủ của Khải Toàn không ít vị có danh tiếng và tấm lòng hào hiệp. Trong đó có một diễn viên bên Pháp TV, mỗi lần quyên góp ủng hộ, anh ta kèm lời nhắn: em có một ít, gửi máy ấm, đừng nêu tên em. Đây là một ví dụ cho thấy làm việc tốt từ tấm lòng. Góp tiền là tăng phước, cách cho là tăng đức. Làm từ thiện có cần tiền không? Nhiều người lầm tưởng làm từ thiện phải có tiền. Khải Toàn xin thưa với các vị thính giả, để các vị hiểu hơn, mở lòng làm thiện nguyện. Trong kinh Phật dạy, muốn giàu có phải biết bố thí. Kiếp trước bố thí tài, kiếp này có tiền bạc của cải. Bố thí pháp có được trí tuệ. Bố thí lời nói thiện lành sẽ có dung mạo ưa nhìn. Bố thí vô ý hay còn gọi là không sát sanh, kiếp này sẽ có tuổi thọ. Bố thí công đức có được bình an. Khải Toàn nhắc lại: bố thí tài, bố thí pháp, bố thí lời nói, bố thí vô ý, bố thí công đức. Khải Toàn ví dụ, mỗi cuối năm có một ni sư chuồng pháp tánh ở Long An gửi các loại mứt Tết lên Sài Gòn nhờ chợ duyên bán giúp chùa để chùa có thêm kinh phí dung dưỡng các em nhỏ cơ nhở. Mỗi dịp như vậy được rất nhiều người cùng chia sẻ thông tin để các vị nào có nhu cầu mua giúp. Một hai hộp, người kêu gọi nhiều thì được cả trăm hộp. Tất cả các vị này đều có công đức. Đây là ví dụ cho thấy không có tiền vẫn có thể làm được thiện nguyện. Nhớ lại lúc mới làm thiện nguyện, kêu gọi không ai để tâm, người này người kia nghi kỵ, lại có lời thị phi. Sau đó nghĩ lại, mình làm việc tốt từ tâm, tại sao lại để tư tưởng bất thiện ngăn cản? Khải Toàn ví dụ, ai đó khen nhà bạn to, xe bạn đẹp, nhưng quần áo bạn mặc kém sang trọng. Dù họ khen chê như thế nào, họ cũng không phụ thêm tiền nhà, phụ thêm tiền xăng, tiền quần áo cho bạn. Thế thì thấy lời khen, đừng tự mãn. Nghe lời chê, đừng tự ti. Xin nhắc các vị nhớ, mọi việc đều cần có sự khởi đầu. Phải biết bò, biết đi mới biết chạy. Những công ty to bắt đầu từ những gian phòng nhỏ. Từ thiện là từ tâm, giúp ngặt hơn giúp nghèo. Những thiên tai bão lụt càng cần hơn những tấm lòng giúp ngặt nhanh chóng. Một nắm khi đói bằng một gói khi no. Dân tình bàn luận nhiều về vụ 14 tỷ liên quan đến cô H phơi bày những tiêu cực của chú Võ. Việc này ai đúng ai sai? Đứng trên cương vị khán giả,
Khải Toàn vẫn yêu mến những vở diễn của chú Võ bao năm nay. Về số tiền từ thiện, chú ấy giải thích chưa thỏa đáng với công chúng, nhất là số tiền từ thiện đó cần giúp ngặt, tức là cần giúp tức thời. Xét theo tình có thể cảm thông, xét theo lý không thông. Một vị Phật tử hỏi Khải Toàn, cô H là người làm dễ sống trong thời gian qua, liệu cô ấy có được sự an lạc? Người trong cơn phẫn nộ có được sự an lạc hay không? Ồ, việc này phải hỏi chính cô ấy mới biết. Nhưng vẫn có nhiều điều tích cực. Mọi việc đều có thể nhìn theo góc tích cực. Trong Mật Tông, nếu pháp tu siêu độ của Địa Tạng Bồ Tát là phương pháp nhẹ nhàng, từ bi của người mẹ, thì phép trừ tà của Bất Động Minh Vương rất nghiêm khắc như người cha. Có thể ví cô H như Bất Động Minh Vương, dũng mãnh trừ tà. Pháp môn cô H dụng như hồi chuông cảnh tỉnh những vị làm từ thiện không đúng với việc làm tốt từ tấm lòng. Từ là nhân từ, thiện là tốt lành. Việc 14 tỷ, việc cô H và chú Võ, trước khi định luận ai đúng ai sai, Khải Toàn xin đưa ví dụ về góc nhìn. Bạn hãy nhìn, vật này là gì? Là họa hay là phúc? Là hòn đá hay chẳng có gì? Thứ các vị thấy là một hòn đá vô tri, thứ Khải Toàn thấy là phúc. Các vị ngồi góc đó thấy khác, người khác ngồi góc này thấy sẽ khác, nên không thể nói cái ta thấy của mình là đúng nhất. Cũng như có tồn tại những thế giới khác hay không, vì không cùng chiều không gian, đa phần những người bình thường không thể thấy họ. Vì sao mọi việc đều có thể nghĩ theo góc tích cực? Tâm nghĩ thiện, lời nói và hành động sẽ thiện. Làm việc tốt, nói lời tốt, người đầu tiên được tốt chính là bạn. Người được nhận chỉ là người thứ hai. Những ai làm thiện nguyện đều là Bồ Tát. Dù có bao nhiêu tin tức tiêu cực liên quan đến làm từ thiện, thì những người làm từ thiện từ tấm lòng, họ vẫn tiếp tục làm vì họ đã phát nguyện. Muốn giàu có hãy bố thí, muốn bình an bố thí công đức, muốn xinh đẹp bố thí ái ngữ, muốn tuổi thọ không nên sát sanh, muốn ăn lành cần tu tâm dưỡng tánh. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.